Người ta thường nói đẹp cũng là một loại tài năng, đặc biệt là khi bạn sinh ra ở Hàn Quốc, những cô gái xinh đẹp thường sẽ có ưu thế hơn, nhưng không phải ai cũng bẩm sinh có vẻ ngoài xinh đẹp khiến người khác trầm trồ. Nữ chính Nan Hi thuộc trường hợp ngoại hình không mấy nổi bật, cô đường đường là sinh viên khoa nghệ thuật, sau đó đăng ký làm lễ tân của một sàn diễn thời trang, ấy thế mà người phụ trách lại sắp xếp cô đi làm hậu cần. Nhìn ba cô gái chỉ vì trông xinh xắn mà được việc nhàn lương cao, lòng Nan Hi thấy khó chịu vô cùng. Ở một diễn biến khác tại phòng hóa trang phía sau hậu trường, nam chính đẹp trai tên Sehun đang chia tay với một cô idol mới nổi, dù bị ăn một phát tát nhưng anh không một chút hố lỗi. Người con gái lý tưởng của anh phải là người có ngoại hình cực kỳ xinh đẹp. Nàng idol này ngoại hình cũng tầm trung. Trở lại với nữ chính, thực ra cô đăng ký làm thêm ở sàn diễn này, mục đích là vì muốn nhìn thấy nam chính. Cô đã phải lòng Sehun khi anh học chung lớp vẽ với cô. Sau đó khi nữ chính bước vào lớp thì thấy chỗ của mình đang bị một thanh niên áo tím ngồi chiếm trệ. Rồi anh kéo Nan Hi ngồi cùng. Chỉ riêng góc nghiêng thôi cũng khiến cô rung động vì sự đẹp trai. Sau đó Sehun lại đứng trên bục cởi áo làm người mẫu cho các sinh viên trong lớp vẽ. Nhìn ngắm người con trai đẹp đẽ trước mặt, trái tim nữ chính đập loạn. Trở lại với hiện tại, buổi trình diễn đang tốt đẹp thì bỗng nhiên các màn vách chắn bỗng nhiên ngả nghiêng có dấu hiệu sắp đổ. Nan Hi ở phía sau cánh gà vội chạy tới ngăn lại, một mình cô thì không thể chống được sức nặng. Tuy nhiên nam chính đã xuất hiện kịp thời và giúp cô giữ được bức vách. Một lúc sau, đội người mẫu đã trình diễn xong xuôi, cả hai buông bức vách ra. Nam chính ôm Nan Hi lăn sang một bên an toàn. Cô rất cảm động vì Sehun đã cứu mình, nhưng có ngờ lý do anh cứu cô là vì không muốn buổi biểu diễn bị ảnh hưởng. Xong việc, anh đã tốt đi trò chuyện với cô người mẫu xinh đẹp. Nan Hi chứng kiến cảnh này thì thấy tủi thân vô cùng. Ngày hôm sau, cô tới cửa hàng tiện lợi ứng tuyển làm nhân viên. Sukana, ông chủ cũng từ chối vì cho rằng vẻ ngoài của cô không phù hợp. Nữ chính bức bối chạy về nhà than thở với mẹ, tại sao mẹ cũng không xinh đẹp nhưng lại vẫn lấy được người đàn ông đẹp trai là bố. Thấy con gái bị tổn thương, mẹ cô cuối cùng quyết định nói cho cô biết bí mật của gia tộc. Hóa ra nhà ngoại cô sở hữu một chiếc nhẫn đeo vào có thể biến thành hình mẫu lý tưởng trong mắt Groot. Hồi đầu Nan Hi không tin, còn nghĩ mẹ cô bị hoang tưởng, cho đến khi cô được xem ảnh gia đình. Nữ giới nhà cô tuy không được xinh đẹp lắm nhưng lại toàn cưới người đẹp trai. Nan Hi nghe xong thì thấy phấn khích là thường. Cô xin mẹ cho mình mượn chiếc nhẫn và hứa sẽ trả lại trước khi bố về. Ngày hôm sau, nữ chính tự tin rủ Sehun đi uống rượu. Cô còn lấy lý do sẽ giới thiệu cho anh một mỹ nữ. Nhắc tới gái xinh nên anh đẹp trai đồng ý ngay. Trong bữa ăn, các cô gái ngồi xung quanh đổ dồn ánh nhìn kỳ lạ, xì xào bàn tán. Họ ngạc nhiên khi Sehun lại đi ăn với một cô gái có ngoại hình bình thường tới vậy. Nan Hi chỉ biết câu thời gian bảo bạn mình sắp tới rồi. Cô rủ anh uống rượu và tâm sự chuyện trong quá khứ. Không hiểu sao cô có những người bạn luôn rủ cô tham gia vào các buổi hẹn hò để tôn vẻ đẹp của họ lên. Sehun nhìn cô gái trước mắt thấy có chút thương cảm. Uống được một lúc, cả hai đều ngà ngà say. Nam chính không tỉnh táo đeo nhẫn cho Nan Hi và đó là lúc điều kỳ diệu bắt đầu. Ngày hôm sau khi Nan Hi bước vào lớp, nam chính sững sờ khi nhìn thấy cô. Cô chính là hình mẫu lý tưởng của anh. Giờ đây trong mắt nam chính, Nan Hi xinh đẹp vô cùng. Anh còn hỏi ham bảng cô xem tính tình sở thích của cô là gì. Anh chàng từng hẹn hò với vô số cô gái xinh, giờ đây đứng trước mặt nữ chính là ngượng ngùng. Nan Hi ngạc nhiên khi thấy nam chính đi ngang qua mình không quay đầu lại. Cô còn tưởng có khi nào chiếc nhẫn không có tác dụng, nhưng hóa ra chỉ là Sehun đang hồi hộp mà thôi. Ngày hôm sau, nam chính hẹn Nan Hi ra ngoài dạo phố. Cô nàng sung sướng lập tức đồng ý. Họ đi ngang qua một cửa hàng quần áo. Sehun thấy chiếc váy vàng xinh đẹp nên bảo nữ chính mặc thử. Quả thật chiếc váy này không phù hợp với thân hình của Nan Hi tí nào, nhưng để chiều lòng nam thần, cô đành mặc nó tới trường. Cô bạn của nữ chính nhìn thấy cười khúc khích và bảo nhìn cậu không khác gì một quả chuối tươi. Sehun muốn hiểu rõ hơn về người thương nên đi tới tận nhà cô để gặp. Gia đình của Nan Hi làm gạo tương truyền thống khá có tiếng. Nữ chính đang xách đồ nhìn thấy chàng nam thần từ xa thì vội túm lấy mẹ để mượn nhẫn. Bà mẹ không muốn cho mượn vì chồng ở gần đây, nhưng do con gái nài nỉ nên bà đồng ý. Sehun ngẩn ngơ khi thấy Nan Hi xinh đẹp trong bộ hanbok truyền thống. Lúc cô ở gần hướng dẫn anh làm gạo cũng đủ khiến anh sao xuyến. Cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương thì bố Nan Hi hỏi mẹ con đâu. Nữ chính lúc này mới sực nhớ tới mẹ mình. Cô vội đi tìm mẹ và trả lại nhẫn cho bà. Vấn đề nảy sinh khi Sehun muốn đi vệ sinh và nhìn thấy Nan Hi khi cô không còn đeo nhẫn nữa. Cô đành nói dối mình tên là Nam Du, là bạn của nữ chính. Sehun nghe vậy thì rất vui, anh nhờ cô cho tham quan phòng của Nan Hi. Khi bước chân vào căn phòng, nam chính ấn tượng với cách bài trí. Anh đặc biệt chú ý tới một quyển sổ màu đỏ trên bàn. Đây chính là kỷ vật giữa anh và người thương. Hóa ra Sehun đã gặp gỡ cô gái có ngoại hình mà anh tưởng tượng ngoài đời. Họ gặp nhau ở tháp Nam San khi cô gái đánh rơi quyển sổ. Giây phút Nan Hi đeo nhẫn lên tay, cô đã biến thành cô gái đó trong mắt Sehun. Nữ chính biết việc sử dụng phép thuật để trở thành một con người khác là điều không nên. Tuy nhiên, cô đã chìm đắm trong tình yêu. Mọi chuyện ngày càng thú vị hơn khi Sehun trong buổi thuyết trình đã giới thiệu chiếc váy anh mới thiết kế. Anh còn trước lớp tuyên bố Nan Hi sẽ là người mặc nó. Sinh viên trong lớp đều sửng sốt, bộ váy lộng lẫy kia nào có hợp với nữ chính. Chưa kể khi chất ngoại hình của cô đâu có phù hợp mặc một chiếc váy gợi cảm như vậy. Quả thực thiết kế của Sehun được dựa trên hình mẫu lý tưởng của anh. Cô gái mà Sehun gặp mặt ở tháp đó hóa ra chính là bạn của Nan Hi. Bất ngờ thay, cô gái đó lại xuất hiện
ở trường của nữ chính. Cô gái xinh đẹp tên Nam Du là du học sinh từ Pháp trở về. Hai người là bạn thân từ nhỏ, lần trước cô nàng xinh đẹp đi chơi và đã đụng mặt Seogun. Anh đã cho cô số điện thoại nhưng cô làm rơi quyển sổ ở nhà Nanhi. Nữ chính không biết bản thân và nam chính có quen biết nhau, cô còn khuyến khích Nam Du khá chủ động gọi điện. Ngờ đâu chàng nam thần thấy số lạ nên không nghe máy. Seogun lại hẹn gặp Nanhi vào tối thứ sáu nên cô nàng lại mặt dày mượn nhẫn từ mẹ. Bà mẹ thương con gái nên tiếp tục cho cô sử dụng. Ngày hẹn hò tới, đôi trai gái tíu tít trò chuyện. Trên đường đi về, họ nhìn thấy một hàng táo rong. Nanhi chọn quả táo không được đẹp cho lắm. Nam chính thắc mắc hỏi vì sao cô không lấy quả đẹp hơn. Nữ chính nhún vai nói trên đời này ai cũng muốn thứ đẹp, vậy những thứ bình thường hơn thì để lại cho ai đây? Seogun bất ngờ khi nghe được câu trả lời sâu sắc đó. Anh lại có linh cảm với cô hơn bao giờ hết. Hai người tạm biệt nhau trong nhung nhớ. Seogun nhận ra rằng mình thực sự thích Nanhi nên tích cực rủ cô đi hẹn hò. Trước sức hút của người đàn ông đẹp trai, nữ chính chẳng thể nào từ chối. Cô luôn đeo nhẫn khi gặp Seogun vì muốn có hình ảnh thật xinh đẹp trong mắt anh. Hai người công khai hẹn hò đăng ảnh lên mạng xã hội khiến tất cả các nữ sinh trong trường phải ghen tị. Mọi chuyện cứ tưởng êm đẹp với nữ chính, nhưng đời đâu như mơ, cô nàng Nam Du nhắn tin cho nam chính để hẹn gặp anh. Anh còn tưởng là tin nhắn giả mạo nên không trả lời. Nanhi có tờ giật mình nên chủ động hôn để làm anh quên đi. Dù biết sẽ có một ngày bị phát hiện nhưng cô vẫn níu kéo cảm giác được làm bạn gái của anh. Seogun thì nghĩ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Anh còn kéo cô tới phòng thiết kế để lấy số đo chính xác của cô. Trong lúc đo thử, Seogun nhìn xuống khuôn mặt người thương, không kìm lòng được anh cúi xuống hôn cô khiến Nanhi ngại ngùng. Tối hôm đó, Nam Du gọi nữ chính tới quán bar chơi. Cạnh cô nàng xinh đẹp còn có vài chàng trai. Nam Du đẩn chai rượu về phía cô bạn bảo hãy rót rượu mời mọi người. Điều này khiến Nanhi cực kỳ khó chịu, dù là bạn lâu năm nhưng cô không ngấm được cách hành xử của cô bạn này. Nanhi bỏ đi trong cơn giận chỉ vì Nam Du ỷ mình xinh đẹp mà đối xử với cô không ra gì. Hẹn hò được vài tuần, trong lòng Nanhi lại dấy lên lo lắng. Cô muốn biết trong mắt Seogun hình dáng của cô thực sự là thế nào. Cô muốn anh vẽ cô, nhận được yêu cầu của bạn gái, nam chính vui vẻ chấp nhận. Ở trong phòng vẽ, Seogun vừa cười vừa vẽ. Kết quả bức hình chàng nam thần vẽ chính là Nam Du. Nhìn thấy bức hình bạn trai vẽ chính là cô bạn đáng ghét của mình, Nanhi tâm trạng rối bời vội chạy đi. Hóa ra thời gian qua chỉ có cô tự mình đa tình thôi. Sau một đêm suy nghĩ, Nanhi quyết định hẹn nam chính để nói sự thật. Tuy nhiên trong lúc cãi nhau, hai người đã trượt chân rơi xuống hồ bơi. Chiếc nhẫn của Nanhi cũng bị lạc mất. Cô không muốn Seogun nhìn thấy hình dáng thật của mình nên vội bơi lên trước và chạy đi tìm anh bạn thân kể hết mọi chuyện. Hy vọng anh có thể giúp cô tìm lại chiếc nhẫn. Nanhi muốn lần tới gặp nói chuyện rõ ràng, cô vẫn giữ được hình ảnh đẹp của mình. Anh bạn thân thở dài khi thấy nữ chính buồn khổ. Anh cũng thích thầm cô từ lâu nhưng không dám thổ lộ. Anh chàng thúc bụng nhảy xuống hồ bơi để tìm nhẫn cho Nanhi và đã tìm được. Trong khi đó, Seogun gặp được Nam Du, anh bất ngờ vì sao lại có hai người giống nhau tới vậy. Chuyện tới nước này, Nanhi chỉ còn cách bảo cô bạn xấu tính đóng nốt vở kịch này. Cô kéo Nam Du ra một góc nói chuyện và cầu xin cô hãy tiếp tục làm bạn gái của Seogun. Cô nàng xinh đẹp nghe không hiểu gì nhưng việc hẹn hò với người đẹp trai như Seogun cũng có cái lợi nên cô đã đồng ý. Nam chính cuối cùng cũng đã hẹn hò với cô gái lý tưởng của mình nhưng không hiểu sao anh cứ có cảm giác xa lạ. Phải rồi, tính cách của Nam Du và Honey là một trời một vực, sao có thể giống nhau? Cô nàng xinh đẹp tính tình vốn nông cạn, không quá quan tâm tới bất kỳ điều gì. Ở một diễn biến khác, người bạn thân đã tìm được chiếc nhẫn cho Nanhi. Cô cầm chiếc nhẫn tự nhủ rằng sẽ tới gặp Seogun và nói rõ mọi chuyện. Chàng nam thần rủ Nanhi đi mua sắm mở cửa hàng quần áo. Khi bước ra lại có hai cô gái giống nhau y hệt. Lúc này đây, Nam Du tháo chiếc nhẫn khỏi tay nữ chính để Seogun có thể nhìn thấy bộ dáng thật của nữ chính. Nanhi kéo chàng nam thần ra một góc kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Khỏi phải nói, Seogun tức giận vì đã bị lừa dối suốt thời gian qua. Anh bỏ đi trong sự tiếc nuối vô ngần của Nanhi. Một thời gian sau, Seogun và nữ chính đều lọt vào danh sách tham gia cuộc thi y phục của trường. Anh chàng nam thần chọn Nam Du làm người mẫu cho bộ trang phục của mình. Trong khi đó, Nanhi thuyết phục cậu bạn thân làm mẫu cho cuộc thi sắp tới. Nhân cơ hội này, cậu bạn thân ngỏ ý liệu anh có thể trở thành bạn trai Nanhi sau này được không? Nữ chính bất ngờ khi nhận được lời tỏ tình. Cô nói sẽ cho anh câu trả lời khi buổi biểu diễn kết thúc. Ở một diễn biến khác, mối tình của Seogun với hình mẫu lý tưởng của anh không được thuận lợi cho lắm. Nam Du chỉ quan tâm tới bản thân và không suy nghĩ cho cảm xúc của anh. Nam chính 7 năm chưa gặp mẹ, nay bà cũng không tới xem buổi thi sắp tới khiến lòng anh hụt hẫng vô cùng. Anh chia sẻ với Nam Du thì chỉ nhận được sự lạnh nhạt của cô. Cô nàng xinh đẹp cần bạn trai có thể bảo vệ và an ủi cô chứ không cần một người đàn ông yếu đuối vì không được gặp mẹ. Seogun buồn bã đi trên đường thì gặp một búp bê xanh phát tờ rơi, người đó chính là Nanhi. Người dù đeo mắt cốt nhưng vẫn lắng nghe tâm sự của nam chính. Seogun ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người cô ấy và thấy thật gần gũi. Cứ thế anh trò chuyện với Nanhi đang mặc đồ mắt cốt xanh một cách vui vẻ. Ngày hôm sau buổi biểu diễn thời trang chính thức khai màn, nhưng có một vấn đề khi Nam Du bị ngất. Hóa ra cô nàng xinh đẹp mắc chứng rối loạn khi đứng trước đám đông. Mọi người hốt hoảng đưa cô tới bệnh viện. Nam Du bấu tay anh bạn thân của Nanhi, cô muốn anh đi cùng. Trong khi chỉ còn vài phút nữa anh bạn thân phải
phải lên sân khấu. Nữ chính muốn giúp Nam Du nên bảo anh bạn thân cứ đi. Sehun muốn giúp nữ chính nên xung phong làm người mẫu cho thiết kế của cô, còn cô sẽ là người mặc trang phục do anh thiết kế. Tới phần thi của Nan Hi, bộ quần áo đêm mặc lên người anh nam thần vô cùng tuyệt vời, thu hút được vô số sự tán thưởng. Tuy nhiên, khi đến lượt cô mặc trang phục do Sehun thiết kế khiến nhiều khán giả ở dưới xì xào. Nan Hi lúc bước ra với bộ quần áo xinh đẹp thì có chút thiếu tự tin, nhưng khi thấy Sehun ở dưới khán đài cổ vũ cho mình, cô bỗng chốc thấy thoải mái và tự tin hơn bao giờ hết. Ngay cả ban giám khảo cũng có ấn tượng với phần biểu diễn của cô. Kết thúc buổi biểu diễn, cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau. Sehun nhanh chóng nhận ra tình cảm của mình và bày tỏ với Nan Hi một lần nữa. Dù cô có đeo nhẫn hay không, anh vẫn thích cô. Nam chính nhận ra anh thích con người bên trong của cô gấp nhiều lần so với ngoại hình. Còn về chiếc nhẫn, hóa ra đó chỉ là một vở kịch mẹ và bố nữ chính dựng lên để cô có thêm lòng tin cưa đổ chàng nam thần mà thôi. Sau bao hiểu lầm, Nan Hi và Sehun chính thức trở thành một cặp đôi hạnh phúc. Tình bạn của cô với Nam Du cũng trở nên tốt hơn khi cô nàng xinh đẹp thú nhận cô không thực sự thích Sehun nhiều tới thế. Nan Hi nhận ra rằng vẻ ngoài không phải là thứ quan trọng nhất. Cô có một trái tim lương thiện và một sự chân thành với người cô yêu. Đó là lý do vì sao cô chinh phục được trái tim của Sehun. Qua bộ phim cho chúng ta thấy được khía cạnh tầm quan trọng của ngoại hình, nhưng không có nghĩa bạn đẹp là bạn luôn đúng, bạn có tất cả. Đôi khi một tâm hồn đẹp có thể hạ gục một khuôn mặt xinh. Vì vậy các bạn gái hãy tự tin khoe cá tính và làm đẹp cả trong lẫn ngoài nhé.